Đây người ta đang thả diều nè, đó diều thể thao nè, thấy con tuột quá trời lớn luôn. Đây con tuột nè, bên kia một con nhỏ đó, có một con nữa. Con này khá lớn luôn, tuột kêu mấy con nhỏ nữa nè. Phía dưới ta đang thả thêm một con màu cam nữa nè. Con nó có con cá. Con cá gì vậy? Giờ này còn nắng nha mọi người. Chiều bắt đầu người ta ra người ta thả diều rất là nhiều luôn nha. Đây bên quán cà phê Mộc nè. Đây là cái chòi đánh bia nè. Ta buộc vô trong cái gốc cây luôn nè mọi người. Con này thả nó kéo dữ lắm nè. Mấy cái này nó nằm dưới đâu chết đâu. Mấy cái này với việc thuốc nó còn chưa chết, thấy nhiều người Hồi hút nào phun lấy thuốc hết nó không chết, đào lấy hết. rễ nó nằm dưới. Đây là khu chung cư nha mọi người.
Ở đây là chung cư Sài Gòn Bắc gì đó. Này khá đông luôn, ở đây là ở Cần Giuộc. Đó, công viên là chiều là thấy gì bắt đầu giờ nó ra cũng bắt đầu đông rồi nha. Đó. Ở đây buổi chiều cũng khá là đông luôn. Hồi nãy nó ít đúng không? Bây giờ là người ta ra cũng khá nhiều rồi nè, nhiều. Đó, mấy bên này nữa nè. Không to luôn. Vậy con nhỏ ra dịu chạy luôn gặp chữ là thanh niên à. Mới biết ra dịu mà chạy nè. Bên kia con còn mực nhỏ đang thả lên nè. Trên con bò nè, đó con bò á. Con bò nó kéo mà tuột. Dưới kia có con cá nè, con cá giống như trong cái quảng cáo mà Cô Mi nè. Cá chép. Chép vàng. Đây con diều nào đó ba người cầm diều ở đó. Giời. Ở đây đang thả diều. Đây có một con rắn mà nè mọi người. Rất là dài luôn nè. Đó. Đây có con cá nè. Đó, đây có con khỉ màu hồng. Đây rất là nhiều diều luôn nè, đang thả nè, đây cũng khá là đông luôn.
Thì có con bạch tuộc nè. Bây giờ cũng khá đông rồi nè đó. Ở đây mấy đứa ít con da thả diều khá nhiều luôn nha. Đây là chung cư Cần Giuộc. Gió nó lộng như đây đang thả lên thêm nữa nè, thả lên cái thùng thêm nữa. Dài buổi chiều khá là đông luôn rồi nè đó, kia rất là đông người luôn nha đó. Rồi chiều ở đâu ta vẫn đưa hết đồ về đây ta thấy nhiều nè. Đây có con bạch tuộc khá là bự luôn. Ở đây phía dưới nè, đông quá trời luôn rồi đó, quá trời đông luôn nha. Rắn đây nè, đây ta đang thả diều nè, khá là nhiều luôn. Đó, có cái nắng chá quá. Hai con diều nó quấn nè, nó quấn nè, rơi luôn à, ba con. Oh my God.
rất là đông luôn nha. Đây nữa nè, khá là đông rồi luôn nè. Ở đây là tôi tới dẫn cho em tới thác Diều.